Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nancy. Thì hôm nay mình cùng với cả chị Hoàng Anh ở đây để làm một cái thử thách dành tặng cho các bạn. Đó chính là thử thách hát trong thang máy. Tại vì là Nhân thấy là những cái anh chị mà hay hát cover ấy, mình chưa thấy anh chị nào kiểu hát ở trong thang máy cả. Nên là hôm nay mình sẽ bất chấp là mọi người đi ra đi vào, xong rồi mình sẽ vẫn cứ hát. Trời ơi, nó hồi hộp gì đâu á. Hồi hộp mà tim đập bịp 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 bịp. Nhân sợ Nhân hát để xong rồi nhỡ người ta có đuổi Nhân đâu nhỉ. Chơi. Thôi sẽ bắt đầu nha. Ok. Chẳng biết trước là đó sẽ là gì nhỉ? Là lần cuối ta yêu thêm một người, anh không còn mơ và yêu thêm ai được nữa. Vì em đã có anh đây rồi. Cùng anh đi qua suốt quãng đường đời. Ta thuộc rồi cả nhà. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào hát thôi. Dẫu có nói bao điều, cảm xúc trong em bây giờ có lẽ hơn cả còn nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau. Xa là sẽ nhớ ngay, xa là khỏe mắt cay. Chào cô chú đi con. Xa nhìn cô chú nè. Xa em sẽ tìm anh cho dù ngày hay đêm. Giá như ngày bây giờ được gặp nhau trước thêm. Em xin phép được cười nữa mày. Bye. Hai và nắng hôm nay còn chưa lo, có sao tôi vẫn nằm đó nhớ những trình nhìn nghiêng bờ vách kia, đáp chân vòng nằm yên trong sương sớm lạnh. Tôi không biết rằng một điều là mùa thu tình cờ.
Yeah. Yeah.